Được rồi, mình sẽ phân tích một chút về cái này nhá. Thứ nhất là mình đã đo được cái độ ngoài kia rồi, và nếu mà làm sao vào cái nhà kia là hơi bị xấu, cho nên là mình đo lại cho tí nữa mình ra, vì mình sẽ làm luôn mà, kiểm sai luôn mà. Chính vì vậy tí nữa mình ra mình chỉ đánh dấu hai vị trí đấy rồi mà mình sẽ là người nhớ nó. Thì chị Tiến là chị không quan tâm đâu, chị chỉ biết là chị cơ ở phải ngon thôi, không chỉ đến phải tốt thôi, chị cũng không quan tâm đến cái việc là như thế nào. Nhưng nếu mà mình mà làm sai thì mình cứ ứng nghiệm đấy, chắc chắn là chị sẽ yêu cầu những người làm cứ ứng nghiệm đấy, để mình đoán cái cách của chị rồi. À, thì về khi mình đã tính được số độ ở nhà này, mình đã đặt được khung độ rồi ấy, thì mình lưu ký về với bố trí nội cục. Giống đây là chị đang mấy em đang làm ngược, đáng nhẽ là phải phong thủy, tức là cùng kiến thức ngay buổi đầu trong thiết kế. Nhưng mình làm công ty mình là như thế, mình đi đâu công ty tích sư của mình sẽ đi cùng, và mình sẽ cho người ta cái bản phân biệt ngay, và người ta có thể ngồi ngay tại chỗ sơ bộ, tại chỗ để cho chủ người ta ưng ấy, ưng phương án, hiểu chưa? Như vậy là trong cái phương án này thì rất là may mắn là toàn bộ khu vệ sinh nó cũng không phạm gì cả, kể cả vệ sinh người ta chỉ dưới này là không sao cả, nên là Trấn, nên là Tốn, nên là Ly là không sao cả. Bếp trong nhà mình đang là cung cung Nam Ly Hoàng thì cũng không sao, vì hỏa nó là với hỏa nó vượng rồi, bếp hỏa mà ok. Nhưng mà cái cung vị nó của cung Nam nó có 45 độ, thì nó chỉ đặt ở số độ đầu tiên thôi, hiểu chưa? Số đầu tiên là cái số độ mình sẽ này tính này. Ở trong này là mình tính theo nhiều trường phái khác nhau, ở trên cùng một cái ô này các bạn có thể nó học quang thủy nhưng mà có thể là chưa hiểu hết các trường phái, thì nếu được biết vào vị trí này là tốt nhất. Hiện nay đưa đang ở vị trí thứ hai, nó chỉ là được khoảng 1% thôi, còn tổng ấy là ở vị trí này. Nhưng đối với tọa địa buôn làng thì không có cách nào khác là phải tất cả phải bố trí địa, nhưng mà phải đạt được yêu cầu về về các quái nữa, rồi hiền công tu sinh rồi công đại quái luôn, nói chung là nó rất là phức tạp, mình chỉ thực là thực hành thôi. Cái đoạn này là mình chưa có kích thước ở đây này, mình đang ăn phân này chưa kích thước ở đây đấy, và nhà mình bao nhiêu với nhà này bao nhiêu thì mình sẽ tính. Thì tí nữa mình ra mình sẽ tính, mình sẽ đo thử xem là mấy thước dài các bạn đo thử sẽ tính tổng chiều dài của đất của chị từ đầu đến cuối bao nhiêu, thì mình sẽ tính cái sân này. Đối với những nhà như thế này bắt đầu có sân vườn rộng rãi một chút, mình cũng là mình đã có mô hình 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 vẽ ba d của cái nhà này không, mình cũng có mặt bằng hơi gì mình thì là 5 bậc cây gì. Đây thì bây giờ mình sẽ bỏ cái này ra thì các bạn nhìn rõ này là cái bếp nằm thế nào. Cho mình còn quan tâm nhất là cái cửa này. Cái cửa của mình đã ok rồi này, đây được khoảng 2/3 đúng không? Đó, cửa được 2/3 rất tốt rồi. Thế là khi trong trong hồ sơ của mình sẽ ghi là mình sẽ đi cánh bên dưới, cánh bên phải, cái nhà này ra cánh bên phải. Đó, cổng là bạn không được thế nào, cổng này không được thế nào. Ví dụ cái cổng như thế này cũng là cái cổng thế nào. Còn cái bếp thì nó đạt khoảng 5%, bây giờ làm sao mình làm trong khu này được thì tốt. Đó, đấy, mình tính toán là phải khu này. Đấy, mình thích như thế, hiểu chưa? Mình chỉ cần đặt là tốt. Trong vấn đề này, nếu tốt số độ của cái nhà này là 298 độ. Mình sẽ gửi sang cho ông chỉ gửi như thế. Thì là máy rất là máy thái thì nó mới đập. Đó là cái bát cũng là tây, nó tây cũng phải căng được, tây nó vào một là nó vào không vong hay là nó sẽ kéo quá, nên mình phải chuyển sang nó đang là cái bát rồi, mình chuyển lệch sang một chút để không bị hạn thôi. Đấy, bây giờ mình trao đổi với các bạn chỉ có cái đấy thôi. Nếu các bạn về bạn vẽ lại cho mình phương án gửi lại cho mình, thì mình sẽ tính toán lại nữa. Nếu mà ok rồi thì mình sẽ làm hai cùng nhà nhé. Cho mình làm với bất kể kiến trúc sư nào mình đều làm như thế. Có nghĩa là hai anh cùng phối hợp. Đấy, tức là với cái phương án như thế này thì mình sẽ phối hợp như thế nào? Có này có làm được nữa hay không thì mình thử nhau. Thì xem có làm được đây mình ăn bộ đây gì? Đây đúng không vậy? Mình ăn bộ đây đúng không? Cho anh nghỉ không ăn bộ. À, chú cá đây, cá coi, rồi vào đó ok. Thế là cái tròn. Thì xem. Thì hiện công là cái yêu cầu gì không? Cái cục này là đấy rồi.
mình kia lại thì cũng là không được sơ chủ được. Ok, ok. Mà sau này còn lấy nữa, sau con đường mới các bạn chứ. À. Đội ban đầu mà không đi thì đội không đi thì không hiểu được đâu. Xong rồi việc xong rồi chưa biết được nhà mình thì nó nằm ở đâu ấy. Coi với mọi người đây vẫn vẫn ok, không bị thắng nhỏ này không được nó là vẫn tất nhiên là thu lại rồi đúng không, cổng sau này thu lại rồi, cổng sau này thu lại rồi, người người có ăn khoăn là không thể nào là cổng trước đối với cục này nó phải thế, nhưng thực ra là rất thích ở đây cục này nó phải thế, nó là cổng mới nữa, nó cổng đó đi đấm thẳng một tòa nhà, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, sao vậy? Cục nào thì mình lấy cái cục đấy, hiểu không? Ừ. Vợ khí hay sao vợ khí trước thì nó đã hiện được sơn rồi. Nhưng nó phải có cả sơn. Mình thiết kế là nếu mà thiết kế ở đây thì có cả đá, cả nước nhé. Cả đá, cả nước. Đây, đã ăn trên rồi. Đây đúng không? Cả đá, cả nước thì ok. Còn sau phải có đá. Sau phải có đá, bắt được sau nhà phải có đá. Có nhà nó... Ừ. Nhưng mà đây hiện nay mình có đường đi là thất bại đấy. Cái đồ mình làm đá thì để khoảng cách ra đúng không, đúng không nhá, cái này mình sẽ tư vấn như thế sau mình sẽ hiểu hơn về cái là cái là Nam Bộ rồi, Nam Bộ là được, Nam Bộ là có đá được đấy, sau thì cần đá thôi, sau cần đá thì cần gì đây đã thì tôi đặt ở vị trí nào đây có nhưng mà cái cửa sau này cái cửa phía thấp hiểm thôi chứ không đi lại được, bất kể cửa nào trong cục này thì không cho đi ra sau, hiểu không? Sau này mình sẽ là giải thích ở trên sơ đồ rồi, còn mình cứ vẽ là một cái điểm thoát hiểm mà rồi sau này mình sẽ giải thích ở trên hồ sơ là sẽ không đi ra sau này, hiểu không? Mình không cần chỉ đó vậy. Làm được cái gì? Cửa, đi ra trụ muộn có cửa thì đi ra phía sau. Cửa này thì mới thiết kế đi à, nhưng mà đừng đừng thiết kế cửa ra sau nhà mà thiết kế đường bên này. Thì vẫn có một cái đường bên này này. Xong mình sẽ mở một cái đường. Đúng rồi, nhìn rất là thị rộng như thế. Mình mở bên này chứ. Đây là khi đừng có đi cửa ra nhà ra đường sau. Tức là mình sẽ có bức tường, vẫn có bức tường sau này. Nhưng mà đường ở đây này, chỉ có đường này nó đi thị rộng thôi chứ. Là chị phân thành hai vùng mà. Vùng này là chị đã chịu sửa này, vùng này là chị nhờ kiến sư của công ty nào nó vừa đang làm kìa, công ty nào đấy họ đang làm đây, họ làm cái phần này, họ đang đo đạc, họ lên tầng của cái nhà này, chị chuyển cái điện sang bên này và chị làm một khách sạn bên này nữa này đấy, thế nên nó liên quan, thế nên ở giữa này bắt buộc phải có đường đi này, đường đi thì chị phải lợi dụng cái đường này để đi ra sau, chứ không phải đi cửa ra sau, cửa này chẳng có đằng sau để có một chút đường ngắn ở đây, không gian nhỏ ngắn ở đây thôi, không vừa là nhỏ ở đây, hiểu chưa? Ý tưởng là như thế. Bây giờ mình sẽ ra mình đo nhé.
Đây là cổng nữa, mình nói thế để nó dễ hiểu nha. Các bạn đấy, các bạn trao đổi cho mình. Thường em với các bạn là đi cứ lần đi nhóm khác nhau, thì các mình với mình nó chỉ đi một nhóm kiến trúc nào là chỉ ra cho người đó đi thôi, xong về là bàn giao lại cho thi công thôi. Nó là có nhóm tổ tác với nhóm thiết kế đứng này này đó. Đi đi gần đây cho nó nhóm thiết kế đứng đấy. Cổng vào nó cũng đúng khu này, chí nó bỏ chí chí đấy là nó thuộc chỉ mà đấy, cổng ở trong khu này, cổng nhiều khu này thôi. Đây là cổng khu này, cổng mở đó thì cùng với tân nhiên trận này vừa đấy thì cái gì cổng mở đó thì có tân nhiên cái gì để trận này thường không? Không, không còn phải, không có một dính gì hết, không phải lo. Thế bây giờ nhá, những cái nhà mà phố 100% cổng cửa với nhau ở đây, thì sao đâu, ảnh hưởng gì đâu, không ảnh gì. Nó là khí trong nhà thôi, trừ trường hợp là trục đường ấy, nó vào ấy, nó là một cái dài mới sợ thôi. Còn nó là khoảng ngắn thì không có rồi, ta ăn nó khoan gì cả, hiểu không? Nó là khoảng ngắn thì nó có gì đâu, bất kể người nào đến, là xe đến, phương tiện đến đều phải đi chậm. Và đấy đi chậm nó có nào làm đâu, nó chỉ lo lớn nó mới sợ đúng không? Bạn nào có số chị tuyên truyền gọi chị về được không? Gọi chị về đi. Chị về để mình kết luận phương án.